Hello anh em, thì hôm nay tôi muốn có một cái này muốn cho anh em xem là đây. Đây thì như anh em thấy thì hiện tại tôi đã bỏ những con Pokemon huyền thoại của mình ra một cái trang riêng để nhìn cho nó dễ. Và tôi nhận ra là mình có rất là nhiều huyền thoại nhưng mà vẫn có một số bộ ba tôi vẫn chưa hoàn thành. Ví dụ như ở đây. À đúng, từ từ khoan. Cô con Wait a minute. Đây. Ví dụ như ở đây tôi thiếu con Zamazenta. Ở đây tôi thiếu Zygarde. Và rất nhiều con khác rồi tôi chưa bắt được con nào trong bộ ba đấy hết. Cho nên là hôm nay tôi sẽ đi bắt Regigigas. Ok. Regigigas thì nó sẽ spam ở dưới ở vùng Savanna. Thì hiện tại bậc F3 lên anh em có thể thấy là tôi đang ở dưới Savanna. Ok. Và khoảng hình như là tôi nhớ không nhầm thì nó là mắc y của nó. Để tôi coi thử coi. Y của nó là ở đâu đó dưới 40 hả? Ừ, chắc là dưới 40. Tôi nhớ là vậy, dưới 40 và nó vào buổi tối. Nếu mà tôi tham set night vào lúc này thì chắc spam nó sẽ ra Regigigas còn 11 phút nữa. Ok, chúng ta sẽ còn chờ 11 phút nữa và trong lúc đó mình sẽ đi mine. Ok. Và càng tiện thể luôn mình sẽ kể cho anh em một số điều thú vị về con Regigigas này. Chẳng hạn như là vì nó từng đấm vêu mồm Diaga ở trong một đầu truyện của Pokemon. Nó là đầu truyện Pokemon Special. Thì cái con Regigigas này á, nó đã xuất hiện và nó đấm gãy miệng, nó đấm gãy miệng của Diaga. Ok, anh em kiểu như là nó lệch miệng sang một bên ấy, kiểu vậy. Nói chung là nhìn con Diaga lúc đó nhìn rất là bựa. Và trong lịch sử của thế giới Pokemon thì tôi nhớ không nhầm thì Regigigas nó là con gọi là kẻ xây dựng được lục địa. Ok, thì nhiệm vai trò của nó là kiểu nó sẽ đi kéo những cái lục, nó sẽ kéo những hòn đảo hay là những mảnh đất về lại với nhau và tạo thành một cái lục địa. Regigigas nó spam ở nó xuất hiện là ở vùng Sinnoh, là cái đầu là cái phần được giới thiệu nó, là cái phần giới thiệu nó ấy. Thì người ta nói rằng là cái vùng đất đó được xây dựng bởi con Regigigas bằng cách là nó kéo các lục địa lại với nhau, kéo đặt đảo hay lục địa kéo gì đấy rồi nó tạo thành một cái mảnh đất lớn. Một vùng đất lớn luôn. Đấy là anh em có thể tưởng tượng nó khỏe đến mức nào. Và cái đập đấm đấy thì đấm này tôi thề Aces còn phải khóc chứ đừng nói gì tới Diaga. Ok. Nếu mà nói về sức mạnh nó thì anh em có thể tưởng tượng là trong lúc mà chúng ta những con người bình thường chân yếu tay mềm đang vật vã với những quả tạ 10kg, 5kg, 15kg đéo gì đấy thì con Regigigas nó đang tung hứng với những hòn đảo. Ừ. Nó có thể bứng mẹ nó cả một hòn đảo lên nên nó tung hứng. Rồi sau nó đặt xuống lại. Hoặc có thể nó sẽ gọi là thực hiện một pha deadlift chẳng hạn. Nó có thể thực hiện một pha deadlift cả một vùng đất Sinnoh nha. Oh, ở đây có một con Dugtrio. Tôi có bắt con này chưa nha? Tôi chưa bắt con này. Woodbone. Và tiện thể giới thiệu luôn với anh em về cái đội hình của tôi quên nói. Tại vì tôi nghĩ là mỗi tập tôi nên thay một cái đội hình mới để cho nó đặc sắc. Chứ nếu mà tôi cứ dùng mãi một cái đội hình thì nó chán lắm. Nhưng mà tôi mới nhớ ra đội hình này nó không có con gì giúp tôi bắt Pokemon hết đời mà. Happy Boy. Nên là phải dùng một con gì đấy có khả năng kiểu lưu ngủ hay gì đó. Oh shit. Từ từ chút. Đây, thì tắt mẹ F3 đi. Thì anh em có thể thấy ở đây là đội hình tôi có một con Groudon, một con Rayquaza, Tyranitar, Arceus tôi bắt được tập trước này. Và một Electric Vine và một con Greninja hình dạng là Outer Greninja. Tôi đã bắt được nó ở cách đây khá lâu rồi. Và tôi cũng không có dùng con này nhiều nên hôm nay tôi sẽ dùng nó. Và Groudon thì tôi cũng chưa có cho nó một cái khả năng, chưa cho nó kiểu cái viên đá để mà nó chuyển về dạng nguyên thủy. Kiểu lười á anh em. Rồi lại vậy. Hello con trai. Cá con. Xung quanh. Tôi không biết là tại sao mà con Regigigas, anh em biết kích thước của nó nha. Nó rất là to, nó phải tương đồng với một cái hòn, cả một cái hòn. Không, nó không tương đồng, nó không to đến mức đấy. Ý là tôi định nói là nó tương đồng với cả hòn đảo nhưng mà tôi nhớ ra nó không to đến mức đấy. Nó cũng vừa thôi. Nhưng mà nó rất là to. Và cái nhà sản xuất thì quyết định là nhà sản xuất Big Summon nhé. Quyết định là nhét nó vô hang, cho nó spam dưới hang. Fuck yeah. Tôi không biết là cái hang này chứa nổi con một lời đấy. Nhưng mà với kích thước của nó thì nếu mà nó nằm trong hang thì tôi nghĩ nó sẽ nằm im.
Nhúng vít không được đâu. Ok. Cái hang này khá là nhiều đồ, nhưng mà vẫn không có kim cương. Không có kim cương thì hơi toan, tại vì giờ sắt tôi cũng không thiếu lắm, đào cho vui vậy thôi chứ. Dăm ba mấy cục sắt này cho tôi vẫn lấy, nhưng mà tôi định nói gì tôi quên bạn thôi. Nói chung là những cuốn sách này thì nói chung là cho tôi vẫn lấy. Ok ok rồi, giờ là lắp mấy nguồn nước này lại. Trên đây có một con Queen Limit. Limit này tôi bắt gì tôi cũng không rõ, con Limit này tôi bắt chưa. Ok mẹ đi. Hello, what's up, somebody here? Oh hello. Oh shit. Ok, chúng ta là những con người đào hang chăm chỉ, và càng chăm chỉ thì chúng ta sẽ càng giàu có. Ok, ngoài đời cũng vậy, mặc dù bây giờ tôi đang lãng phí thời gian trong cái việc này. Shit. Oh hello mimi. Ê kim cương kìa, một con clean level 48. Rồi tôi nghĩ tôi nên dùng đá. Ok. Hey hello man, what's up bro? Yo yeah, một viên kim cương. Vậy chúng ta còn đi lên. Wow, sau hồi đào thì chúng ta đã có được một viên kim cương, rồi tuyệt vời. Hết nhỉ. Mình quăng cụ cho đây. Tôi có khá nhiều đồ. Oh yeah, à tôi có hai cái óc này mà tôi chưa dùng. Quên chứ. Tài quá. Oh shit. Rồi, cobblestone. Cái óc nó có thể giúp tôi bay. Ok. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ chờ cho con Regigas nó spam ra thôi chứ này. Cái spam legendary. Fuck. Ê, coi thử ở đây có gì nhỉ? Regigas boot là con gì? Lusray, Slap, Crobat, Noivern, Clean Can, Gearfish, Nantutu. Rồi, hiện tại thì bạn bạn anh bé bở Uy đi cùng ơi. Fuck you. Hiện tại thì bé bự của chúng ta đang spam ở trong một cái hang dung nham, có vẻ như là bé đang xông hơi. Chào bạn, nếu bạn muốn xông hơi thì bạn có thể về nhà mình có một con Groudon, nó có thể bắn lửa tùm lum cho các bạn xông hơi. Bạn không nhất thiết phải dùng đến cái hồ dung nham gì đâu. Ok, tôi sẽ chào hàng bằng một quả cherry bomb. Oh shit. Oh no, what the hell. Oh freak. Tôi phải dùng tới chúa tể của những giấc ngủ Dark Ride. Vô một chiêu thôi miên. Ok, no protect, nó né tiếp, và cuối cùng nó đã ngủ rồi. Yeah, rồi chúng ta sẽ cho nó một quả heavy ball, rất là đơn giản, một quả heavy ball và tất cả sẽ được giải quyết. À không, chưa được giải quyết. No, why, tại sao. How about catch me boy? Cái này thì sao? Giáng sinh là ngày bao nhiêu nhỉ? Tôi nhớ 24 tháng 12. Mà bây giờ là tháng 11. Ok, đang trong thời kỳ non-nip November. Shit man. Ok, tôi còn phải cho nó thêm quả heavy ball nữa. Chúng ta nên đàm đạo một chút về cái animation của con này nhỉ? Nhìn nó khá là du tính này. Con này tay quá. Mà trước hết là về cái người của nó đi ha. Kiểu một con robot. Anh em tưởng tượng thôi, một con robot thời tiền sử. Đây là con robot của tạo hóa. Ok, khi mà loài người chưa được sinh ra nhưng mà đã có robot. Tuyệt vời. Tôi vậy thì tôi không biết là này, cái kiểu như là cái linh hồn bên trong nó là một sinh vật hay là một con AI. Thì con này khá là hay,
nó khá là khoai, nó hơi khó trả lời nhỉ. Thì đến lúc như nào là nó được sinh ra và nhìn nó thì như con robot, và có thể nó có thể là một con sinh vật, nó có thể là một sinh vật. Đợt mà tôi định nói cái con mẹ gì tôi quên cụ nữa rồi. Nói chung là tôi biết bên trong nó là con AI hay là con gì. Nó có thể là một con AI được lập trình để tạo dựng các lực địa. Có thể là một lúc nào đấy thì Asus đã thử đi học môn tinh học và quyết định lập trình ra cho mình một cái phần mềm, và nó đã lập trình ra một con Regigigas. Tuyệt vời. Và thật là thú vị. Genesis. No. Genesis. No shit. No. Ngủ con mẹ mới đi. Nó sẽ cho nó một quả Heavy Ball. Ok. Hai lắc. Ba. No shit. Tới cái số 2 là hết rồi. Để cho bạn quả Dead Ball này. Regigigas thì nó có đối thủ truyền kiếp không ta? Hình như là không anh em. Như Regigigas không có đối thủ. Không có mấy dạng kiểu như đối thủ truyền kiếp giống như là Rodan với Rayquaza. À không, Rodan với Kyogre nó không có kiểu đấy. Nó là kiểu nó sống bình yên. Sống bình yên không tranh chấp được địa. Sống bình yên không tranh chấp, và tôi nghĩ cũng không có ai rảnh mà tranh chấp với con này đâu. Tại vì tôi anh em nhìn tay đi. Nó mà móc một cái là thôi, không còn cái gì luôn. Nó móc một phát là móc vô trong luôn. Bóp xong dứt ra. Và tay nó còn có cơ chế là dặn, anh em thử nắm hai hòn dặn một cái đi còn rồi nó. Nghĩ tới thôi mà thấy thốn rồi. Mà cái tay nó cũng khá là dài. Tôi tự hỏi con này mà quay tay thì không biết nó trông như nào. Tại vì nếu mà cái bộ phận mà nó dùng để quay, nếu mà con này có cờ hiêm thì nó sẽ nằm ngay dưới mồm của nó. Và cái việc nó sẽ hơi kỳ, tại vì nếu mà nó dài dài chút đi thì mình có thể bẻ ngược lại xong mình đưa vô mồm đúng không? Fuck. Nghe thật là toan quá. Mình nghĩ là dạo này tôi nghĩ là trong tương lai tôi nên đi kiểu đi chùa nhiều hơn để cho giảm bớt gọi là tâm dâm tà trong cơ thể. Chứ tình hình hiện tại thì nó nặng lắm rồi. Hết cứu. Nặng cái đồ tạc lâm nó nặng lắm rồi, khó cứu lắm. Fuck con mẹ này, sao không vô nó đi. Ủa mày quăng deep ball này hết hồn chưa? Quá là hết hồn, phải đi. Vậy tôi không biết tôi thả một chiêu nữa có tạc lâm. Ôi, what the fuck, Regigigas là 100. Oh, shit. Shit, giờ tôi mới để ý mẹ, Regigigas là level 100. Why? Damn, chúng ta không cần bắt, nó tự level 100 rồi, không cần train, hay quá. Finally, yeah. Ok, đây anh bạn Regigigas của chúng ta đây. Rồi, từ từ khoan. Tôi phải kiếm chỗ nào nó sáng sáng đấy. Ta phải... Ok, về lại. Ok. Rồi, như anh em thấy thì tôi bắt nó vào trời tối. Và bây giờ là trời sáng. Và tôi mới bắt được nó. Các bạn á. Ok bro. Regigigas bằng Christmas Ball. Uầy. To uầy. Ô. Ô, lửa lông nhất thể. Người và... gì ta? Chủ và Pokemon hòa là một. Ad gì ta? Tôi gọi cái này là BH Regigigas. Này chúng ta có Ad Greninja thì đây sẽ là BH Regigigas. Tuyệt vời. Rồi đi, con này chạy nhanh vào rồi. Ui Michael Jackson. Fuck. Cảm giác là tôi có thể đi. Nếu như mình đang chơi game nhập vai. Hựa. Tắc sâu. Hựa. Vậy thì tôi nghĩ là video này kết thúc ở đây. Nếu mà anh em thích video này, anh em có thể để lại một like cho nó. Hoặc là anh em có thể đi và quay lại và xem những video cũ của tôi. Giờ này thì nó hơi flop. Tôi hơi buồn về chuyện đấy. Thì bây giờ anh em có thể...